Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn là quay trở lại với channel Cuộc Sống Cao Nguyên của mình. Thì mình kính chúc các bạn một ngày mới vui khỏe, làm việc thật tốt vì bây giờ mới là sáng sớm nữa các bạn ạ. Hiện tại, giọng hơi khàn. Hiện tại bây giờ mới khoảng 5 rưỡi sáng thôi các bạn. Mới 5 rưỡi sáng thôi. Hôm nay Cuộc Sống Cao Nguyên cũng đi làm các bạn này. Đó, thấy chưa? Đồ nghề của Cuộc Sống Cao Nguyên đó là một ba lô để máy quay, chân đế quay, một chiếc con dao, một cái kéo cắt cành các bạn nhá. Thì thế này, hôm nay Cuộc Sống Cao Nguyên sẽ đi lấy thuốc, đi lấy cây thuốc để về làm thuốc cho bệnh nhân. Nhưng vì sao mà Cuộc Sống Cao Nguyên là phải đi sớm như vậy, đúng không ạ? Thì như mọi lần thì mình cứ túc tắc mình đi thôi, nhưng mà hôm nay mình đi khá sớm, không phải vì quãng đường xa đâu các bạn ạ. Quãng đường đi lấy thuốc của mình khoảng tầm ba mấy 40 cây thôi, mà đường nhựa với lại có một đoạn đường đường đồi khoảng chục cây gì đó thì nó cũng bình thường lắm. Nhưng mà mình phải đi sáng sớm để lấy cái cây thuốc này. Vì sao mình phải đi sớm như vậy thì lát này xuống kia mình sẽ chia sẻ với các bạn vì sao mình phải đi lấy cây thuốc đó sớm các bạn nhá. Thì hôm nay mình mời các bạn đi theo chân mình đi hái thuốc trong cao nguyên các bạn nhá. Đó, hành trình của mình đấy. Đi hái thuốc trong cao nguyên các bạn nhá. Mời các bạn đi theo chân mình. Hiện tại thì mình cũng sắp tới cái địa điểm mình lấy cây thuốc rồi các bạn ạ. Trời cũng đang là khá âm u, mặc dù là hơn 7 giờ sáng ở đây. Mình đi chậm các bạn ơi, mình cứ túc tắc mình đi thôi chứ mình cũng không có đi nhanh. Thì buổi sáng trời nó hơi lạnh nên là mình cũng đi chậm chậm thôi. Khu vực này thì khá ít là dân cư, toàn đồi núi không à. Một đoạn nữa là mình đi xem, tại vì cứ một năm là mình đi lấy cây thuốc này 1 đến 2 lần thôi, chứ cũng không có mùa đâu mà lấy nhiều. Và những cái mùa mà mưa như thế này thì cây nó mới phát triển được. Chính vì vậy là mình mới đi lấy được các bạn ạ. Còn những cái mùa khô thì không có cây đâu, không có lá đâu mà lấy. Tại vì cây thuốc chữa dạ dày này, hôm nay mình đi lấy thuốc chữa dạ dày các bạn, thì nó mình dùng bằng lá và một số cành nhỏ thôi chứ không có thể là dùng thân được các bạn nhá. Chính vì vậy là mình phải đi sáng sớm. Còn cái mục đích đi sáng sớm của mình á, là lát này mình sẽ nói cho các bạn xem biết được vì sao mà hôm nay Cuộc Sống Cao Nguyên phải đi sớm như vậy các bạn nhá. Đi từ lúc 5 rưỡi sáng đấy, hơn 30 40 cây số thôi, nhưng mà mình đi chậm chậm, mình đi túc tắc thôi chứ chứ mình cũng không đi nhanh. Tại vì buổi sáng ở trong này, đặc thù nó hay lắm các bạn ạ. Nó không giống như những cái vùng miền khác đâu. Tức là một ngày là 4 mùa ấy, một năm chỉ có 2 mùa là mùa khô và mùa mưa thôi. Một ngày là 4 mùa ấy. Buổi sáng thì hơi lạnh lạnh, đi đường là phải mặc áo khoác. Buổi trưa là nắng nắng lên, vứt áo khoác ra. Buổi chiều là cũng bắt đầu chiều tối là cũng hơi se se lạnh, và buổi tối là phải đắp chăn. Đó nên là nên là cái ngày trong này nó là khá là hay vậy đó. Để mình đi làm vòng xem nào. Đó. Có những cái cây rất là giống nhau nên chính vì vậy là nó dễ bị nhầm lẫn các bạn nhá. Chính vì vậy là thầy thuốc phải, thứ nhất là phải chuyên, thứ hai là phải tỉnh táo cho những cái cây thuốc đấy. Nếu như bị nhầm là chúng ta uống vào là rất là nguy hiểm các bạn. Đây mình sờ thấy cũng là một số cây rồi đây. Nhưng mà mình sẽ đi lên trên cái đoạn mình hay lấy trên kia xem này nó có nhiều hay không. Đường khá là sóc các bạn. Chưa có gimbal chống rung, không biết mình quay cho các bạn xem thì nó có bị rung không. Và hôm nay là trời nó vẫn đang còn âm u các bạn. Hơn 7 giờ rồi nhưng mà trời nó cũng chưa sáng lắm đâu. Không biết cái hình ảnh mình quay lên có nét không. Mặc dù mình quay bằng chế độ 4K rồi đấy, bằng chiếc điện thoại cùi bắp của mình đấy. Quay ôi. Đường khá là xấu các bạn nhá. Hôm qua live stream nói về cái dụng cụ của đi quay phim của Cuộc Sống của ông Nguyên, đúng là thật sự là lâu rồi mình cũng biết quay. Ôi ở đường xấu, nhưng mà rất may là và rất là vui khi các bạn có ủng hộ rất là nhiều cho Cuộc Sống của ông Nguyên. Ôi ôi đường xấu đi quá. Ủa
Và để mình tắt máy quay mình đi được cái đoạn này các bạn nhá, xấu đi quá. Ở đây rồi các bạn ạ, mình tới cái địa điểm này rồi, mình sẽ khai thác thuốc dọc cái chỗ này. Đây là mình sẽ khai thác thuốc dọc đó nhá. Thì đất này chắc là ngày trước là chưa có ai mua, ngày bây giờ mua người ta giao rồi, lát nữa mình sẽ bước qua đó. Xe mình vứt ở đây. Rồi, xách ba lô lên. Rồi. Rồi mang vào đây các bạn nhá. Nhưng mà trước khi làm việc thì trước khi mình giới thiệu cây thuốc thì mình sẽ phải ăn cái thằng này đã các bạn ạ. Có thực mới vực được đạo các bạn nhá. Không có thực thì không được đâu. Hôm nay mình mua bánh mì mình đi mang đi để ăn. Giờ mình sẽ ngồi ở đây. Địa điểm cũng khá là đẹp ở đây đây. Wow. Cái mũ ra bắt lên trên này. Rồi đó, các bạn thấy hoang vu không? Toàn đồi núi hoang vu thôi các bạn ạ. Thì mình sẽ đi hái những cái cây này này. Cây này các bạn nhá. Đó, mình sẽ đi cắt những cây đó đấy. Xung quanh đây cũng khá là nhiều nhưng mà chắc là cũng có ai lấy hay sao ấy. Là bị họ cắt cũng rất là nhiều đến các bạn. Và bây giờ mời các bạn mình để máy quay ở đây, mình để chân đế quay ở đây là mình ăn sáng các cùng với mình các bạn nhá. Mình mời các bạn ăn sáng cùng với mình nhá. Mình chạy dọc đường quốc lộ. Trước khi vào cái khu vực không có dân cư này thì mình mua một ổ bánh mì các bạn ạ. Có thực mấy vực vừa đạo. Bánh mì thập cẩm có heo quay này, heo nướng này, rồi chả các kiểu rất là ngon. Ổ bánh mì này là 10k. mang đi ăn. Vợ bảo ăn sáng ở nhà nhưng mà lúc đó sớm quá mình cũng chưa ăn được, mới có hơn 5 giờ, 5 rưỡi sáng không ăn được, mình bảo thôi mua vào đây ăn rồi ăn xong lấy thuốc luôn. Rồi, đói bụng rồi. 7 rưỡi đó các bạn ạ. Mình mời các bạn ăn nhá. Khá là ngon. Cay cay của ớt này, mùi ngon lắm. Quán bánh mì này là nổi tiếng đây các bạn nè. Hiện tại mình đang ở trên Đắk Nông các bạn ạ. Mình đang ở tỉnh Đắk Nông, nhưng mình đi lấy thuốc trên đó mà. Cách nhà khoảng tầm ba mấy cây gì đó. Ngon. Hôm nay ngày trước mình đi làm, đi lấy cũng sớm lắm. Nhưng mà từ khi mình làm YouTube thì mình quay lại cho các bạn xem cái quá trình mình đi lấy thuốc dạ đau, chữa đau dài dài các bạn nhé. Cái thuốc này rất hiệu quả các bạn ạ. Nó rất là rẻ tiền luôn. Một bịch mình bán thuốc đau dài dài này này có 25.000 đến 30.000 thôi. Nhưng mà rất vất vả, về mình chặt, mình đi lấy này, chặt mình phơi này, sao này, xong rồi cùng kèm theo vài vị thuốc nữa để mình đi lấy cái cây này các bạn nè, để mình chữa dạ dày. Mình làm nghề thuốc 10 năm nay chưa ai phàn nàn vì cái vấn đề mình chữa dạ dày rất là tuyệt vời và đạt hiệu quả cao luôn. Nhưng mà cái dạ dày á thì mình chữa xong vài năm á thì nó có thể đau lại. Tại vì sao? Cũng giống như cái xe máy á, nhông xích mình thay xong rồi vài năm sau mình đi mình cũng phải thay lại. Thì cái dạ dày hoặc là nội tạng con người, các bộ phận con người cũng vậy, mình không thể thay được, mình chỉ dùng thuốc mình chế ngự cái bệnh tật nó lại. Thì quá trình mình ăn uống, mình làm việc, mình suy nghĩ lại đau lại thôi, chứ không phải là cứ chữa xong một cái mà đòi hỏi là đến hết cả cuộc đời đâu. Không có đâu các bạn ạ. Nhiều bệnh nhân bảo sao vài năm sau là lại phải lấy thuốc lại, thì nó phải bổ như vậy các bạn ạ. Khi khỏi rồi mình ăn uống vào thì dần dần nó lại cũng bị đau, lại bị hư hỏng lại, thì mình lại phải dùng thuốc lại thôi. Như cái xe máy, cái xe đạp mình thay nhông xích, thay lốp đồ, xong rồi đi một thời gian nó mòn rồi mình mới thay, chứ con người mình đâu phải thay được như vậy đúng không bạn, nên mình chỉ dùng thuốc thôi. Nhưng mà mình rất là hiệu quả. Cái cây thuốc này á là người đồng bào gọi là cây băng hạnh. Bài cây thuốc này là do ông thầy của mình người Cao Bằng dạy, ông thầy thuốc nam ấy dạy mình làm cái cây bằng cái cây băng hạnh này chữa đau dạ dày. Thì 10 năm nay mình làm rất là hiệu quả, nhưng mà mình lại theo quá trình thời gian mình lại suy nghĩ và mình chế thêm vài vị nữa để cho cái tác dụng công dụng của nó mạnh lên rất là nhiều các bạn ạ. Chính vì vậy bài thuốc đau dạ dày của mình này gồm có vài vị luôn chứ không phải một vị này, nhưng mà hiệu quả mình nói thật, chỉ hết vài trăm ngàn là đau dạ dày hết luôn, thật sự luôn. Từ điểm mà giả dụ như về lấy thuốc á, thì 25.000 một gói uống trong vòng 2 ngày. Còn nếu trong cái thời điểm mà thuốc thang nó khó với đó
thì mình phải bán 30 ngàn. Bây giờ gửi đi nó dễ lắm, ra bưu điện có địa chỉ cho điện thoại, ship một phát là tới nơi rồi. Đến đó mình đưa tiền cho cô nhân viên bưu điện mang lên cho mình, rất là đơn giản luôn các bạn. Nhưng mà hiệu quả, công nhận cái bài thuốc đau dạ dày này lúc nào cũng có người tấp nập đến lấy hết các bạn. Thôi, ăn nhanh rồi con đi làm. Ngon các bạn ơi. Hôm nào mình có một cái video riêng mình nói về tác dụng của cái bịch thuốc đau dạ dày này các bạn nhá. Các bạn cứ ủng hộ kênh Cuộc Sống Ngọc Nguyên, các bạn sẽ học hỏi được rất là nhiều điều. Nếu như lát là mình quay cái cây thuốc này, nếu như ở chỗ các bạn có thì các bạn cứ lấy uống cho mình. Nhưng mà mình làm thuốc thì mình sẽ gia giảm thêm một số vị nữa để nó tăng cái công dụng lên. Thôi ăn à, mời các bạn. Vừa mới ăn xong các bạn ạ, thì mặt trời nó lên rồi. Vừa lúc nãy vừa nói mát mát này, bây giờ nó nắng rồi các bạn ạ. Đây các bạn nhá, đây là cái cây băng hạnh này. Thì mình chia sẻ với các bạn này, vì sao mình phải đi sáng sớm như vậy, khi mặt trời nó chưa 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 chiếu lên nặng nắng. Tại vì bây giờ hơn 7 giờ thì cái mặt trời này bây giờ là nó đang rất tốt cho xương và da mà. Thì mình chia sẻ luôn nhá. Đối với những loại thuốc mà chúng ta là dùng lá, cành, lá và cành nhá, thì chúng ta phải lấy trước giờ ngọ, tức là trước 12 giờ trưa và 12 giờ trưa và đến khoảng 11 giờ đi, hơn 11 giờ là chúng ta đừng lấy. Tại vì sao? Khi mà nắng lên á, các chất thuốc này này, các chất thuốc nó trong các lá này này và cành á, nó chạy xuống hết rễ, nó dồn hết xuống rễ nhá. Chính vì vậy là những cái vị thuốc nào mà dùng cành lá thì chúng ta phải lấy vào sáng sớm các bạn nhá. Có những vị thuốc phải lấy từ khi mà nó còn xương lên, có xương ở trên cành lá thì nó mới tác dụng được. Nhưng hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cái cây băng hạnh này là lấy sáng sớm khi mặt trời chưa lên, chưa chiếu vào mạnh nhá, để chất thuốc nó đang còn trong lá các bạn. Ở đây là mình sờ vào đang còn xương này nè, đang còn mạnh. Còn đối với những cái cây thuốc nào mà chúng ta dùng bằng củ rễ thì chúng ta phải chờ đến chiều tối cũng được, hoặc là để ánh nắng mặt trời nó chiếu vào thì các chất thuốc nó xuống dưới củ dưới phần nhiều, ở trên cành lá nó ít lại, thì chúng ta sẽ khai thác cái củ đó. Mình chia sẻ lại là một lần nữa, những vị thuốc nào mà dùng lá cành thì chúng ta lấy vào sáng sớm các bạn nhá, khi mặt trời chưa chiếu rọi mạnh. Còn những cái vị thuốc nào mà chúng ta dùng bằng củ rễ thì chúng ta phải lấy vào chiều tối các bạn nha. Đó, phải lấy vào chiều tối. Nhưng mà đó là những cái mà ánh nắng mặt trời nó chiếu rọi vào mạnh. Còn có những cái vị thuốc chúng ta ở trong cái tán rừng rừng nguyên sinh, hoặc là những cái tán rừng mà nắng nó không xuống được nhiều ấy, thì chúng ta lấy nó ngày nào cũng được, lúc nào cũng được, tại vì nó không có ánh nắng nhiều các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đặt máy quay đây và mình đi là hái mấy cái đằng này các bạn nhá. Đây là lá băng hạnh đây, người đồng bào đây. Còn đông y của mình cũng không biết là cái cây này gọi là cái gì, nhưng mà theo người đồng bào thầy của mình dạy á, người thầy ở trên Cao Bằng á, thì đây là cây băng hạnh. Ăn xong ổ bánh mì khỏe lên các bạn ạ. Cuộc đời vốn đẹp sao tình yêu. Cây này là cây tam thất các bạn này. Các bạn, đây là cây tam thất này. Nắng quá nhỉ, để mình chỉnh cái máy quay dọc sang bên này xem có thấy được không nào. Nó có nhỏ nét lên không các bạn? Đây là cái cây tam thất đây các bạn. Đấy, tam thất nam đây, nhưng mà đang còn củ đang nhỏ lắm. Tam thất trong này thì khá là nhiều. Mặt trời lên cũng khá là nắng rồi đấy các bạn ạ, khá là nắng rồi. Mình tranh thủ làm thôi. Làm cái nghề thuốc này nó vất vả hơn nghề thuốc tây các bạn ạ. Thuốc tây thì chẳng bao giờ phải ra nắng đâu. Cái này làm thuốc bắc thì phải về sao rồi phơi rồi chặt ra, ôi trời vất vả lắm các bạn ơi, khá là vất vả. Để được một mẻ thuốc tốt thì phải có những cái nắng như thế này để phơi chứ các bạn ạ.
Wow, nắng rồi các bạn ơi. Các bác thấy xa xa kia kìa, có những cái loại cây lá cũng đỏ ấy. Thấy chưa? Nhưng mà đó là không phải đâu các bạn nhá. Khi cái cây băng hạnh này này mình bỏ này, mình nhằn nhằn vào miệng thì nó có vị rất là đắng luôn. Đắng ngày đắng các bạn nhá. Thì những cái bệnh thuốc mà chứa với dạ dày á, nó phải đắng như vậy các bạn ạ. Những cái thuốc mà chứa vào dạ dày nó đắng như vậy. Nên các bạn nếu như những ai mà không am hiểu về thuốc thì tốt nhất là đừng có lấy thuốc các bạn nhá. Sai một ly đi một dặm đấy, có thể là liên quan đến tính mạng đấy. Những người mà biết làm thuốc hoặc là có người chỉ rồi thì chúng ta hãy thực hành và làm các bạn nhé. Nhưng mà nếu như các bạn ở trong đó mà thấy những cái lá băng hạnh như thế này mà đã có người xài rồi thì các bạn cứ xài vào tư cái lá băng hạnh này các bạn nhé. Nhưng mà nhớ tuyệt đối không biết gì về thuốc thì không được xài các bạn nhé. Một sai một ly là đi một dặm là chết đấy. Liên quan đến tính mạng con người đó các bạn ạ. Mình làm thuốc đây phải rất là thận trọng luôn. À, nắng rồi các bạn này. Là có được những cái vị thuốc để cho bệnh nhân thì cũng thật sự là vất vả, nhưng mà đó là cái nghề phải có tâm các bạn ạ, phải đi làm thôi. Các bạn ơi, mình chỉ lấy được chừng này thôi. Dân ở đây hình như là cũng có người lấy, cũng có người khai thác rồi. Nó còn rất là ít các bạn ạ. Chắc lần sau mình sẽ phải đi xa hơn, đi gần 100 cây số đi cái địa điểm khác mình lấy, chứ mình lấy được cái chừng này. Thì đây các bạn này, các bạn thấy những cái cây kia rất là nhiều đúng không? Mình lại gần cho các bạn xem này. Những cái cây đó là không xài được đâu các bạn nhá. Những cây đó là tuyệt đối không được xài đâu. Đây mình đi xa cho các bạn xem này. Ui, cây. Đó, những cái cây này cũng giống như cây lá băng hạnh đúng không? Đây mình phất một cành cho các bạn xem này. Vào chỗ mát này. Đó, cái cây này cũng rất là giống, như cây này không phải là cây thuốc đâu các bạn nhá. Tuyệt đối không được xài đâu nhá. Đây này, cái cây lá băng hạnh đây này. Thì cái cây lá băng hạnh á, đường dưới nó sẽ màu trắng và nó hơi sáp sáp đấy các bạn này. Nó giống như có cái lông ấy, đây. Cái lá này là nó giống như có cái lông đấy các bạn này. Đó, thì đây với là lá thật, lá thuốc của nó nhá, mình để mát xem các bạn có thấy không, chói quá đấy. Còn hai cái lá này cũng lá giống nhau đúng không các bạn? Nhưng cái này không phải đâu nhá. Đó, các bạn lật lên là thấy khác nhau này. Lá băng hạnh lấy lá là thuốc ấy, thì đó nó là loại này. Đó, ra sau nó trắng và nó có sáp sáp giống như lông ấy các bạn nhá. Đấy. Còn cái này thì trắng trơn luôn. Nên là phải am hiểu về thuốc mới đi lấy được các bạn nhá, đừng có lấy lung tung lại chết đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi về. Và hôm sau mình sẽ đi xe sớm hơn, khoảng 3 hay là 4 giờ sáng mình sẽ đi. Chứ bây giờ địa điểm bây giờ nắng rồi, nhưng mà ở đây cũng hết rồi. Còn một số cái này nữa mình lấy thêm một tí nữa thôi. Chứ cũng có người lấy các bạn ạ. Cũng có người biết cái cây này làm thuốc hay sao ấy, họ cắt hết rồi. Ngày trước năm ngoái mình lấy, trời ơi nhiều lắm rồi, sao bây giờ tàn lan hết rồi. Tàn có cây không phải rồi. Thôi mình sẽ đi cắt thêm một ít nữa chỗ kia và mình đi về. Hôm sau mình sẽ đi khoảng 3:30 4 giờ sáng, mình đi xa hơn, đi đến một cái địa điểm gần 100 cây, 90 mấy cây để mình hái, mình làm thuốc cho bệnh nhân. Tại vì quá nhiều người đặt cái này, nhiều người đặt lắm, mà mình trong kho của mình thì còn khoảng mấy chục chè thang thôi. Chính vì vậy là mình phải làm để mình phơi ít nhất phải được 2-3 nắng thì mới đưa cho làm thuốc được các bạn, rồi sao tẩm nữa cơ. Rồi bây giờ mình tranh thủ mình cắt các bạn nhá. Đây các bạn này, mình đã buộc đến xe rồi. Thì đôi lúc là chạy mấy chục cây số cũng chỉ được có chừng này thuốc thôi đấy các bạn ạ. Nhưng đó là vì công việc, với thứ hai là vì đam mê nghề nghiệp nhá. Có thể là có những lần thì mình lấy được rất là nhiều, gấp 3-4 lần như thế này. Nhưng mà lần này là hết rồi. Cây thuốc mọi người lấy hết rồi các bạn ạ. Chính vì vậy là mình chỉ lấy được chừng này. Nè, mình bị chảy máu luôn các bạn này. Con dao đấy, con dao nó xẹt cho miếng, chảy cả máu với tay này. Thì hôm nay qua video là mình chia sẻ với các bạn luôn nhá. Lấy cái lá này đập vào. Đây gọi là lá cộng sản hay lá cỏ hôi hay là rất là nhiều loại. Đó, nhai nhai vào. Đây là một vị thuốc kháng sinh cực tốt luôn các bạn ạ. Mình sẽ đập vào. Đó, đập vào như thế này. Ô, sót sót một xí. Xong một lúc là hết thôi các bạn, không sao hết. Đây cũng là một loại lá đấy, thuốc đấy các bạn. Thì đó, từ sáng đến giờ đó chạy gần 40 cây số được chừng này thuốc. Lần sau mình phải đi lấy chỗ xa hơn các bạn ạ. Đổ cả máu, chảy cả máu các bạn này. Nhưng đây là vì đam mê nhá, đam mê và nghề nghiệp. Không có vấn đề gì hết, chạy cả 100 cây số mà không lấy được cái gì cũng ok, cũng rất là vui vẻ. Thì mình sẽ bây giờ đi về các bạn nhá, đi về để băm thuốc và phơi thuốc nhá.
Wow, thấy chưa? Hết máu luôn các bạn này, thấy chưa? Rất là hiệu nghiệm luôn. Thật sự là cái lá đó rất là hiệu nghiệm ạ. Các bạn thấy chưa? Không còn chảy máu nữa này. Hôm nào mình sẽ làm một cái video riêng để mình nói về cái công dụng của thằng cỏ hôi này. Ngoài tác dụng nó cầm máu ra còn rất là nhiều tác dụng nữa cơ. Chẳng hạn như đi du lịch mà ăn cái gì đó bụng phát, úp một phát khỏi ngay. Nhưng mà đến hôm sau mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn xem nhá. Chào các bạn.